Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68. Nhân dịp Trung thu này thì Co68 có tổ chức một dự án từ thiện mang tên là Trung thu đầu tiên, với mong muốn là gây quỹ ủng hộ và giúp đỡ cho 177 em bé mồ côi, khuyết tật tại Cô Nhi viện Thiên Bình, tỉnh Đồng Nai. Tụi mình mong muốn xây dựng bằng cách đó là bán những chiếc áo này để ủng hộ gây quỹ. Giá của một chiếc áo sẽ là 349.000 Việt Nam đồng, và tụi mình sẽ cam kết là 100% lợi nhuận từ việc bán áo sẽ được ủng hộ để giúp đỡ 177 em bé tại Cô Nhi viện. Với thông điệp cho đi là để nhận lại nhiều hơn, tụi mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn để có thể lan tỏa giá trị và tổ chức một mùa Tết đoàn viên thật là đầm ấm cho những em bé kém may mắn hơn chúng ta. Để ủng hộ dự án thì các bạn có thể đặt áo theo link mình để ở phần description hoặc là comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một mùa Tết Trung thu an lành bên người thân. Bye bye. Xin chào anh em nha. Lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Co68. Thì ở trong cái video lần này đó thì mình sẽ cập nhật cho anh em về, thứ nhất là về giá cả của Bitcoin đang diễn biến ra sao, và chúng ta hiện đang có những cái lý do gì để mà có thể hy vọng rằng là tháng 9 của chúng ta sẽ có một cái bước, gọi là một cái bước hồi phục lên trước khi mà chúng ta phải đối mặt với những cái thách thức sắp tới anh em. Như anh em cũng thấy rằng là trên màn hình của mình đây, trước khi mà mình đề cập đến cái giá Bitcoin hiện tại đó thì hầu như là anh em cũng biết rồi đúng không? Vào cỡ khoảng là đầu tuần qua chúng ta đã có một cái cú đâm khá là mạnh, mà đâm là ngày cuối tháng nữa chứ. Thì hôm nay thì chúng ta đã đóng một cái cây nến tháng cũng khá là xấu, khi mà nó không có hồi phục lên ở tầm ngưỡng là 21 và 22 nghìn, mà nó chỉ ở tầm mức gọi là 20 nghìn thôi. Thì anh em nhìn vào cái màn hình của mình á, thì anh em thấy được rằng là trong tất cả các chu kỳ lịch sử của Bitcoin đó, thì tháng 9 luôn là một cái tháng mà đẫm máu nhất anh em. Thì anh em thấy là từ năm 2014 tới giờ thì không, thì dường như là chỉ có hai năm, đó chính là năm 2015 và năm 2016 thì tháng 9 của chúng ta mới có một cái nến tháng xanh thôi, còn lại là đẫm máu. Thì dựa vào những cái dữ kiện lịch sử này thì mình thấy rằng là rất nhiều anh em cũng đang có một cái xu hướng là bearish cho cái tháng 9 này, là nó sẽ tiếp tục có một cái cây đỏ nữa. Vậy thì nếu mà tiếp tục có một cái cây đỏ nữa so với tháng 8, khi mà giá tháng 8 của chúng ta đóng ở 20.000, thì mình nghĩ rằng nếu theo một cái cây đỏ như vậy, và với nếu mà nó đi đúng theo cái xu hướng lịch sử đó, thì chắc chắn chúng ta phải nhìn lại cái vùng giá để test lại cái vùng đáy gọi là 17 và 18.000 thôi đó. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái động lực để mà chúng ta có thể hy vọng, một tí hy vọng cũng được anh em, để mà tháng 9 của chúng ta có thể sẽ hồi phục và đi ngược lại với cái chu kỳ trong lịch sử. Vì chúng ta dù sao cái thị trường crypto của chúng ta vẫn rất là điên rồ đúng không anh em? Đó, và chúng ta cũng đã có năm 2015 và 2016 đó, hai cái năm này chúng ta cũng có màu xanh rồi. Nên vì vậy nếu mà tháng 9 này chúng ta có một màu xanh nữa thì đó cũng là một cái điều điên rồ của thị trường của chúng ta thôi. Chúng ta vẫn hoàn toàn vẫn phải có một cái gì đó niềm tin, mặc dù nó nhỏ nhoi thôi anh em. Nhưng mà dù sao thì BTC xanh thì mọi người vẫn phải vui vẻ hơn đúng không? Đó, thì đây là những cái biến động Bitcoin hàng tháng ha. Còn về giá của BTC thì ngay tại thời điểm mình làm cái video này thì vẫn đang sideways ở cái mức gọi là 20.000 đô thôi anh em. Đó, vậy thì á, cái cú đâm hồi đầu tuần thì để mình mô tả lại cho anh em trước khi mình đi đến những cái động lực tiếp theo ha anh em. Đó, cái cú đâm từ hồi đầu tuần là do gì? Thì anh em thấy á, cú đâm hồi đầu tuần là do chúng ta có một cái tuyên bố của chủ tịch Fed, đó chính là ông Jerome Powell. Thì á, cái tuyên bố này á thì dường như là đó là một cái tuyên bố mà nói là sẽ thắt chặt lãi suất hơn nữa, sẽ nâng lãi suất hơn nữa để kiềm chế cái vấn đề lạm phát. Thì cái câu chuyện là tại sao vào cái cú đâm này thì nó lại nặng nề đến như vậy, thì anh em thấy cái việc mà nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát thì nó đã là một cái câu chuyện mà nó ám ảnh thị trường và nó thẩm thấu vào thị trường từ hồi mà đầu năm 2022 rồi, chứ không phải tới bây giờ nó phản ứng mạnh mẽ như vậy anh em. Và tại cái hội nghị Jackson Hole đó, là một cái hội nghị thường niên hàng năm mà các quan chức lãnh đạo nhà tài chính ngồi lại với nhau để mà bàn luận về kinh tế, bàn luận về tài chính, để mà đưa ra những cái giải pháp tốt nhất cho thị trường. Thì vào cái hội nghị này thì mặc dù là cái đoạn phát biểu của ông Jerome Powell đó thì nó chỉ có vài phút thôi, nhưng mà tại sao nó lại khiến thị trường chao đảo đến như vậy? Thì nó chỉ xoay quanh cái vấn đề là ông nói rằng là thà hy sinh một tí nỗi đau kinh tế của Hoa Kỳ để mà giải quyết cái vấn đề lạm phát, tức là sao? Tức là Fed sẽ đặt ưu tiên cái vấn đề là sử dụng cái giải pháp khắc nghiệt nhất, đó chính là tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát. Đó, thì nó quay lại cái vấn đề mình nói ở đầu video là tại sao chúng ta đã quen với cái việc này rồi mà thị trường vẫn chao đảo như vậy. Thì có một cái thông tin đó, thì ngay ngay khi mà
trong cái bài phát biểu này đó thì ông Jerome Powell ổng có nhắc đến một cái người đó chính là ông Volcker. Thì ông Volcker đó ổng là một cái cựu chủ tịch Fed từ những năm 80 và 90 anh em. Và ông Volcker ổng nổi tiếng với cái vấn đề gọi là ổng là cái người tự tạo ra cái cuộc khủng hoảng luôn, tức là ổng chấp nhận ổng tạo ra khủng hoảng kinh tế của Mỹ vào cái thời điểm đó để mà kiềm chế lạm phát. Thì cái biện pháp mà mình cho rằng á cái thời đó đó thì nó hợp lý, nhưng mà đến bây giờ khi mà các nhà kinh tế, các nhà tài chính học họ nhìn lại thì họ thấy là cái biện pháp mà cố ý tạo ra một cái sự gọi là một cái sức ép lên nền kinh tế Hoa Kỳ, đẩy nó suy thoái xuống để mà kiềm chế lạm phát thì nó hơi vô nhân đạo một tí anh em đó. Nhưng mà vào thời điểm đó thì ông Volcker ổng làm như vậy, và câu chuyện là lạm phát bị kìm hãm thật và lao dốc thật anh em, chứ không có tăng trưởng mạnh nữa. Thì trong cái bài phát biểu của ông Jerome Powell vào cái hội nghị Jackson Hole này á, hồi đầu tuần, thì ông có nhắc đến ông Volcker. Đó thì nhiều khi là ông nhắc đến như vậy thôi, nhưng mà cái tâm lý chung của nhà đầu tư chúng ta là gì? Là lẽ nào Fed sẽ áp dụng cái biện pháp đó như ông Volcker từ hồi năm 80-90 để mà kiềm chế lạm phát, đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy nhìn nhận kỹ lại đi, là bây giờ cái đường lối chính sách của Fed khác rồi anh em. Họ sẽ vẫn tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát đó, nhưng mà như mình đã đề cập rất nhiều là Jerome Powell không có một cái ý định, cũng không có một cái tư tưởng đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái trầm trọng ở đâu anh em. Đó. Và ông chỉ sử dụng những cái giải pháp như là về nâng lãi suất và đồng thời là hy sinh một ít cho nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái, hoặc một cái ngưỡng suy thoái thôi chứ chưa đến phải là khủng hoảng. Và cái vấn đề này mình cũng đã đề cập với anh em trong một cái video rồi. Nhưng mà tại sao ông Jerome Powell ông lại nhắc đến về ông Volcker? Thì bây giờ ông Volcker là một cái người mà sử dụng những cái biện pháp gọi là nó khắt khe nhất để giảm cái vấn đề lạm phát của Mỹ lại. Đó thì có phải là vào thời điểm đó là nó hiệu quả không? Thì bây giờ nếu mà ông Jerome Powell ông không nhắc lại những cái người có công với nước như vậy và có những cái giải pháp mà khắc phục lạm phát như vậy, mà một cái vấn đề mà bây giờ Jerome Powell vẫn không làm được, thì bây giờ ông còn nhắc tới ai nữa, đúng không? Nên vì thế là ông nhắc như vậy thôi, chứ còn mà riêng cá nhân mình thì mình nghĩ là do thứ nhất là do cái tác động tâm lý của nhà đầu tư mà thôi. Đó. Thì không chỉ riêng thị trường crypto của chúng ta bị ảnh hưởng đâu anh em, mà anh em biết từ hồi đầu tuần rồi đó, thị trường chứng khoán Mỹ á đổ đều mất khoảng là 1,25 nghìn tỷ đô la nha anh em. Tức là sau cái bài phát biểu của Jerome Powell đó thì chứng khoán Mỹ bay hơi 1,25 nghìn tỷ đô la. Và anh em hãy nhớ cho mình cái con số này đối với thị trường crypto, là dường như thị trường crypto của chúng ta bây giờ chỉ tầm trước khi mà có cái cuộc mà đâm như vậy đó thì chỉ tầm khoảng là 1,1, 1,2 nghìn tỷ thôi. Vậy thì chỉ một câu nói, một vài lời nói của Jerome Powell thì nguyên cả thị trường chứng khoán bay 1,25 nghìn tỷ. Nó tương đương với cả thị trường crypto của chúng ta. Thì mình nói như vậy để anh em đủ hình dung được rằng là thị trường của chúng ta còn rất là nhỏ bé. Nhưng đồng thời cái sự nhỏ bé đó nó tồn động cơ hội cũng có và thách thức cũng có. Một khi bay màu bốc hơi là rất là nhanh, nên anh em phải cực kỳ cẩn thận khi chúng ta tham gia vào cái thị trường này. Ha. Rồi, thì đó là những cái diễn biến mà để lý giải cho tại sao là trong đầu tuần qua chúng ta lại có một cái cú đâm mạnh như vậy. Rồi, và tiếp theo nữa là một cái sự kiện rất là tâm điểm mà mình cho rằng là anh em phải hiểu rõ cái câu chuyện này để chúng ta tránh bị hoang mang bởi cái câu chuyện này nha. Đó chính là sàn MTGOS. Vậy thì trước khi mình đi vào câu chuyện mổ xẻ cho anh em thì chúng ta phải hiểu rằng sàn MTGOS là gì cái đã. Thì MTGOS đó là một cái sàn giao dịch tiền mã hóa mà có từ rất là lâu đời rồi. Đó, từ những năm mà 2012, 2013, 2014 rồi. Đó. Thì vào thời điểm đó khi mà Bitcoin chưa có phổ biến anh em, thì cái sàn MTGOS này đó thì là được mở ra là một cái sàn giao dịch mà Bitcoin lớn nhất trên thế giới luôn. Đó. Nhưng mà vào năm 2014 đó thì sàn báo cáo với người dùng là sàn đã bị tấn công, bị hack và dẫn đến là mất khoảng là 850.000 BTC vào thời điểm đó. Thì vào thời đó giá BTC rất là rẻ anh em, nên thời đó thì 850.000 thì nó chỉ là khoảng là 400 triệu đô thôi. Nhưng mà sao? Nhưng mà các nhà chức trách của Nhật Bản đó thì là cái nơi mà sàn MTGOS đăng ký hoạt động đó, thì họ đã thông báo với người dùng là họ có thể khôi phục khoảng là 142.000 bit. Đó, và bây giờ họ đang có kế hoạch họ lấy 142.000 bit đó để họ bồi thường lại cho người dùng. Thì cũng vào cái giai đoạn mà BTC bị đâm bởi cái lệnh phát biểu của Fed luôn, thì chúng ta có một cái tin đồn bị phao tin rất là nhiều và khiến cho anh em cực kỳ hoảng loạn, đó chính là sàn MTGOS sẽ sắp xả ra 142.000 bit để bồi thường cho người dùng. Đó, vậy thì những người dùng từ những cái năm tháng ấy bây giờ họ được bồi thường rồi thì họ làm gì nữa? Họ sẽ cầm bit đó họ xả ra thị trường, đúng không? Nó tạo ra một cái lực bán khá là lớn đối với chúng ta.
Tại vì nếu mà tính một cái giá trị tương đương đi anh em, thì vào cái thời điểm năm 2014 đó so với thời điểm này, trời ơi chắc biết những mấy chục lần quá, thậm chí là cả trăm lần cơ. Thì không có một cái lý do gì mà họ lại không cầm họ đi họ bán cả, đúng không? Và cái con số 142.000 bit này nó cực kỳ lớn, và nó càng lớn hơn nữa về mặt bản chất nếu mà anh em suy xét về tình trạng hiện tại của BTC. Một cái giai đoạn mà vô cùng nhạy cảm anh em, chỉ cần một lực bán mạnh một tí thôi, hoặc là một cái gì đó, một cái sự kiện gì đó gây chao đảo, thì chắc chắn BTC sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều. Nhưng mà cái thông tin này đó anh em thì nó hoàn toàn không chính xác. Tại vì là theo cái sự gọi là mình đọc kỹ những cái lời lập luận của bên phía những cái dữ liệu của MTGOS mà mình tìm hiểu đó, thì cái lần cập nhật vào hồi đầu tuần đó anh em, thì MTGOS đó thì chỉ có thể truy cập vào hệ thống bồi thường mà thôi. Và các thông tin về quy định hoàn trả nè, và xác định là muốn hoàn trả theo một lần một hoặc là từng khoản nhỏ và phương thức hoàn trả, thì họ vẫn đang trong cái quá trình để mà xác định những cái này, chứ họ không có phải là đùng một cái là trả luôn ha anh em. Rồi ngoài ra chúng ta còn có gì nữa, chúng ta còn có về mốc thời gian, thì bên phía ủy thác của MTGOS họ chưa có công bố mốc thời gian họ trả, mà họ vẫn phải chờ quyết định của bên phía tòa án Nhật Bản đó. Và cái thông tin chúng ta còn lại được là gì, đó chính là hạn chót là vào tháng 8, thì bên phía ủy thác á, là được đề cập là cho phép chuyển nhượng quyền bồi thường 142.000 bit này cho một bên khác mà thôi. Mà cái điều này là cái điều được xác nhận ở bên phía sàn. Còn về bên phía những cái chủ nợ của MTGOS thì sao, thì họ cũng đã phản bác những cái thông tin rằng là sàn sắp trả coi, sàn sắp bồi thường cho chúng tôi đó, bằng cách là họ nói là họ vẫn chưa thể nhập địa chỉ để nhận lại BTC hoặc là đồng BCH đó, và cũng như chưa nhận được thông tin về cái thời gian hoàn trả tiền nữa. Vậy là chúng ta có gì, chúng ta có những cái lời xác nhận từ bên phía MTGOS là một, chúng ta có lời xác nhận từ bên phía những cái khách hàng họ đang trực chờ để mà họ trả nợ mà họ còn chưa có thông tin gì cả, mà những cái người như chúng ta không liên quan mà chúng ta đã biết là sắp trả rồi đó. Anh em có thấy vô lý không? Thì kết hợp cả hai nguyên do đó thì mình cho rằng là sẽ còn khoảng thời gian khá là lâu nữa để MTGOS hoàn tất được những cái quá trình đó để mà có thể trả lại cho người dùng. Tại vì những cái người dùng trong số 142.000 bit này, một cái lượng data, một cái lượng dữ liệu người dùng nó rất là lớn, không thể nào mà một số một chiều được, còn phải xác thực nhiều bên rồi ví rồi nhiều cái nữa anh em. Và có thể là những cái người mà họ phết những cái tin tức này ra là để họ trục lợi cá nhân của họ, họ điều hướng cộng đồng theo một cách sai để mà họ có thể họ gom thêm, hoặc là họ làm một cái mục đích để tư lợi cá nhân của họ. Nên anh em hãy nên cẩn thận với những thông tin như thế này, và nên cập nhật đọc những thông tin chính thống. Và nếu có bất cứ một cái trường hợp biến nào thì bên Co68 sẽ cập nhật cho anh em theo một cái hướng đúng nhất để mà anh em có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái nguồn thông tin mình tiếp cận ha. Và tiếp theo nữa là trong sáng hôm nay đó, thì cái mình vừa trình bày đó là câu chuyện vào đầu tuần, còn nay là giữa tuần đó, thì MTGOS đã ra một cái bản cập nhật mới về cái kế hoạch trả 142.000 bit của họ. Tức là cái này đó, khi mà mình làm đó thì mình cũng cảm thấy là khi MTGOS họ đưa ra cái này là bản cập nhật mới nhất, thì mình cảm thấy như là anh em trên cộng đồng hay bị hiểu nhầm rất là lớn. Tức là sao? Tức là về ngày 15 tháng 9 thì MTGOS sẽ trả 142.000 bit cộng với the merge nữa của Ethereum, thì phớt tùm lum tùm la xong rồi sợ hãi này kia. Nhưng mà ở đây mình xin giải thích rõ rằng á, là bên những cái cập nhật mới nhất này á, là bên phía người ủy thác của sàn MTGOS, đó chính là ông Nobuki Kobayashi đó, thì ổng công bố thông tin đó là theo cái hồ sơ thì MTGOS đang đưa ra một cái gọi là một cái giai đoạn tham chiếu bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Tức là sao? Tức là bây giờ người dùng sẽ có thời hạn từ đây tới ngày 15 tháng 9, mà trùng hợp là ngày 15 tháng 9 là sự kiện DMS luôn. Thì bây giờ những người dùng nào mà bị ảnh hưởng, bị tổn thương, bị mất Bitcoin trước đây nằm trong cái danh sách bồi thường đó, thì từ đây tới ngày 15 tháng 9 thì họ có quyền nộp đơn yêu cầu về những cái dự định của họ, về những cái tài sản mất mát của họ liên quan tới Bitcoin đến cho MTGOS, để MTGOS có thể thu thập dữ liệu một cách chính xác nhất, và sau đó sẽ xử lý, và sau đó sẽ làm những cái thủ tục quá trình tiếp theo để hoàn tất cái quá trình trả nợ cho nhà đầu tư ha anh em. Rồi, và cái việc mà tại sao MTGOS lại đưa ra một cái thời hạn tham chiếu như vậy, đó chính là sao? Đó chính là đây là cái giai đoạn đó mà MTGOS cung cấp cho người dùng chuyển giao quyền bồi thường. Tại vì á, anh em biết trước đây những người dùng mà họ bị lỗ từ năm 2014, họ mất Bitcoin trên MTGOS, thì bây giờ họ chờ quá lâu rồi, họ không có muốn gọi là nhận lại nữa, thì họ sẽ bán cái quyền này cho một người khác và sau đó sẽ thông báo ra tòa đó. Thì nên vì vậy nó mới xảy ra cái giai đoạn này để cho người dùng họ làm cái việc đó. Và những người dùng nào mà họ có những cái yêu cầu mới hơn,
họ có những cái thông tin mới hơn về cái số tài sản của họ thì họ cũng có quyền họ đưa lại những cái bản dữ liệu đó cho MTGOS để mà MTGOS họ cập nhật để mà họ hoàn tất cái quá trình trả nợ của họ. Thì chỉ như vậy thôi, đó chính là tới ngày 15 tháng 9 thì cái quá trình này nó sẽ hoàn tất và sau đó thì MTGOS sẽ xử lý tiếp theo. Thì trên phía không chỉ riêng anh em đâu mà mình cho rằng là bên phía Twitter đó cũng có rất nhiều người họ nói như vậy nè, họ nói là MTGOS tới ngày 15 tháng 9 chuẩn bị dump Bitcoin, rồi MTGOS tới ngày 15 tháng 9 là chuẩn bị phát hành Bitcoin cho nhà đầu tư. Đó là sai nha anh em, đó là sai. Mà chúng ta phải hiểu rằng là chỉ đơn giản tới ngày 15 tháng 9, bây giờ từ đây tới đó mấy ông nào mà nhà đầu tư bị bồi thường hay gì đó thì mấy ông ok, mấy ông cứ gửi những cái yêu cầu của mấy ông đi để chúng tôi xử lý, chúng tôi thu thập đủ rồi chúng tôi sẽ trả lại. Tại vì á, nếu mà MTGOS không làm cái vấn đề này á thì lỡ MTGOS trả sai người sao, đúng không? Trả sai người, trả sai mục đích, trả sai Bitcoin cho những cái người mà vô tình thì sao, đúng không? Nên đây có thể hiểu đơn giản là một cái bước xác nhận lại của sàn ha anh em. Rồi, và tiếp theo là cái động lực mà mình muốn nói cho anh em đây đó chính là Ethereum. Thì tại sao là mình lại nói ở trong cái đầu video đó là tại sao anh em cũng phải nên dành cho mình một ít hy vọng để mà có thể kéo thị trường trở lại vào tháng 9. Thì anh em thấy cái sức mạnh của Ethereum rồi đó, vào tầm khoảng tháng 8 đúng không, khi mà cái sự kiện The Merge được công bố ra là sẽ bắt đầu xảy ra vào tầm khoảng là ngày 15 tới ngày 16 tháng 9. Rồi cùng với đó là bên phía của Vitalik Buterin là nhà sáng lập của Ethereum nữa, anh cũng đã đưa ra những cái thông tin rất là xác đáng về cái hợp nhất đó. Thì lúc đó anh em thấy Ethereum tăng lên 2000 và sau đó kéo cả thị trường đi lên luôn, kéo cả BTC luôn. Và lúc đó mình có nói rằng là Ethereum đang gánh BTC trên vai vậy đó. Vì thì cái sự việc mà nó lặp một lần thì tại sao chúng ta lại không đặt niềm tin nó lần hai, khi mà giờ đây cái ngày hợp nhất đang tới rất là gần rồi anh em, tầm khoảng 2 tuần nữa, chính xác là 2 tuần nữa đó. Và khi chúng ta nhìn vào những chỉ số on chain thì anh em thấy được rằng ở đây mình đã có gì, mình đã có là cái sự vững tay của các thợ đào. Mà anh em biết á, trong cái video mình giải thích rất rõ về Ethereum, về tầm quan trọng của thợ đào ra sao, thì một cái mạng lưới thợ đào của Ethereum rất là lớn anh em. Mà bây giờ á, họ rất là chắc tay, tại vì cái số dư của họ, tức là tổng số dư của các thợ đào Ethereum khai thác ra bây giờ là họ đang giữ trong ví, là đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm rồi. Nó đã phá đỉnh vào hồi tháng 4 năm 2018 rồi. Tức là với cái giá Ethereum hiện tại đang rơi vào tầm khoảng là 1.500-1.600, thợ đào họ không có bán ra, trong khi cái số lượng họ đang giữ rất là lớn nha anh em. Họ đang giữ rất là lớn. Vậy thì cái điều này nó phản ánh một cái điều gì? Điều này nó phản ánh rằng là thợ đào của Ethereum đang kỳ vọng rằng là sẽ tới đợt mới, Ethereum sẽ không giữ ở một cái khoản giá này nữa và sẽ tăng lên. Tức là tâm lý của họ đang rất là bullish cho Ethereum. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nó hơi thiên về cái tính kỹ thuật một tí, tức là đang có một cái bộ phận họ hy vọng rằng Ethereum sẽ tách chain ra thành Ethereum Proof of Work và Ethereum Proof of Stake. Thì những cái thợ đào mà giữ Ethereum đó thì họ sẽ được airdrop. Và cái nếu mà cái việc hard fork thành công nha, tức là nếu một cái trường hợp là Ethereum Proof of Work thành công đó, thì họ sẽ được airdrop, nên bây giờ họ vẫn đang giữ để họ nhận được cái phần đó. Mặc dù cái phần đó nó quy đổi ra thì nó sẽ không có phải là một cái lợi nhuận khổng lồ đâu, nhưng mà nó cũng rất là đáng kể đối với thợ đào anh em đó. Thì vì hai cái lý do này mà thợ đào giữ rất chắc tay. Và anh em biết cái sức mạnh của thợ đào đó, khi mà thợ đào họ giữ mà họ không bán ra thì đó thường là một cái tín hiệu tích cực dành cho Ethereum đó. Và khi mà Ethereum đạt được một cái độ, nếu mà theo như một cái kỳ vọng vào tháng 9 hợp nhất rồi tăng giá, thì mình nghĩ rằng là thị trường của chúng ta cũng sẽ khởi sắc thôi. Tại vì chúng ta đã có cái bức tranh này tầm khoảng 3 tuần trước rồi đó. Và khi mà Ethereum, một cái đồng altcoin lớn nhất trên thị trường, tăng mạnh thì dĩ nhiên sẽ dẫn theo sóng của thị trường chúng ta đi lên mà thôi. Và BTC cũng sẽ từ đó đạt được những cái động lực nhất định để mà đi lên. Nhưng mình nói ở đây không phải là mình FOMO Ethereum hay mình kêu anh em là hãy nên tin tưởng quá nhiều. Tại vì đây là trong giữa một cái mớ hỗn độn phết rất là nhiều, thì chúng ta vẫn tìm ra được những cái lý do đằng sau để mà chúng ta có thể tích cực. Nhưng chúng ta cũng vẫn hãy nên cẩn trọng, vì các cá voi của Ethereum là nghĩ khác thợ đào nha anh em. Tức là cá voi, những nhà đầu tư cá voi đó, bây giờ họ liên tục họ đẩy Ethereum lên sàn trước The Merge. Và cái việc đẩy như vậy, mình không biết, nó có hai trường hợp. Một, họ đẩy lên để họ bán. Hai, họ đẩy lên để họ hù anh em, những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, những cái nhà đầu tư retailer xả ra để mà họ gom lại, sau đó họ lại rút về ví mà thôi. Tại vì á, theo cái dữ liệu on-chain của Sentiment á, thì anh em biết là trong top 10 cái mà ví của Ethereum đó là không có ở trên sàn ha. Và những cái ví mà họ rút về ví cá nhân đó, bây giờ nó đã tiệm cận lại với nhau rồi. Tức là sao? Tức là những cái ví mà nó không có ở trên sàn đó thì nó lại tăng lên. Còn những cái ví đó mà
không, nó lại giảm xuống, còn những cái ví mở trên sàn thì nó lại tăng lên. Đó, cái điều này nó chứng tỏ là những cái nhà đầu tư cá voi họ đã rút từ ví không thuộc sàn để mà họ chuyển lên sàn, nên vì vậy nó mới khiến cho những cái ví đang nắm giữ Ethereum số lượng lớn ở trên sàn tăng lên và những cái ví ở ngoài sàn giảm xuống. Đó, thì hai cái chỉ số này thì dường như nó ngược nhau, tức là nói nôm na một cách đơn giản cuối cùng rằng là cá voi thì đang đẩy lên nhưng mà thợ đào thì đang chắc tay. Vậy thì kịch bản nào sẽ xảy ra cho Ethereum đây vào tháng 9, và nhất là còn 2 tuần nữa chúng ta có tới The Merge, và liệu Bitcoin sẽ như thế nào, liệu sẽ được một lần nữa được Ethereum gánh hay không? Thì cái điều đó mình hy vọng, cá nhân của mình hy vọng câu chuyện đó nó vẫn sẽ xảy ra, nhưng mà về kịch bản giá thì mình nghĩ rằng là phải đợi thị trường trả lời mà thôi. Vì nếu mà câu chuyện xảy ra thì chắc chắn là mình và các bạn cũng sẽ, mình và anh em cũng sẽ khá là vui vẻ với nhau, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó không xảy ra thì chúng ta chắc chắn phải đợi khá là lâu để thị trường tiếp tục đạt được những cái động lực mới để có thể phục hồi trở lại ha. Rồi, mình nghĩ rằng video này cũng khá là dài rồi, nên mình cũng xin tạm biệt anh em tại đây, và hẹn gặp anh em ở tuần sau nha. Bye bye.